Tiếp theo chương trình thì chúng tôi mời cử nhân Hà Ngọc Sơn nói về sử dụng Vacloc kết hợp với Breadbox trong xạ trị ung thư vú. Và cái báo cáo tiếp theo thì xin mời kỹ sư Hoàng Hữu Thái chuẩn bị. Vâng, xin mời cử nhân Hà Ngọc Sơn, Bệnh viện Trung Bách. Xin chào thầy cô và anh chị ạ. Không biết thầy cô và anh chị có nghe rõ em nói không ạ? Em có thể bắt đầu được đấy Sơn ơi. Bắt đầu được rồi ạ. Vâng. Vâng, trước tiên em xin được tự giới thiệu, em là Hà Ngọc Sơn, hiện là kỹ thuật viên xạ trị ạ. Em đang công tác ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec ở Tham City ạ. Hôm nay do cái điều kiện công việc cá nhân thì một số trục trặc nên em không thể tham gia trực tiếp được, nên em xin được báo cáo online. Rất mong được sự ủng hộ và quan tâm của các thầy cô cũng như các anh chị. Có xin sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và anh chị để em cải thiện cái dụng cụ của mình để làm sao nâng cao cái hiệu quả trong cái điều trị, đặc biệt là bệnh nhân ung thư vú. Để em xin phép được trình bày cái bài báo cáo của em ngày hôm nay. Bài báo cáo của em ngày hôm nay có nội dung là trình bày cái hiệu quả để việc sử dụng cái Vacloc kết hợp với bàn vú Breadbox của QFIX trong xạ trị ung thư vú tại trung tâm xạ trị Vinmec Tham City. Cái mục đích của bài này tức là so sánh cái hiệu quả sử dụng giữa hai kết hợp với bàn vú và một cái dụng cụ là bàn vú QFIX trong điều trị xạ trị ung thư vú dành cho các bệnh nhân điều trị ung thư vú tại trung tâm xạ trị Vinmec Tham City. Thì nội dung của bài sẽ gồm 6 phần. Thứ nhất là đặt vấn đề, 2 là đối tượng của phương pháp thực hiện, 3 là kết quả, 4 là bàn luận, 5 là kết luận, 6 là tài liệu tham khảo. Phần đặt vấn đề, nhất là ung thư vú là một ung thư chiếm tỷ lệ rất cao, đặc biệt là ung thư đứng đầu về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong đối với nữ giới theo Global Can năm 2020. Tại Việt Nam, ung thư vú là một ung thư đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và đứng thứ 4 về tỷ lệ tử vong. Tại Vinmec thì theo báo cáo cuối năm, tổng kết cuối năm năm 2021 thì ung thư vú chiếm 28% trong tổng số các mặt bệnh được điều trị tại trung tâm xạ trị Vinmec. Và trong khi đó là có 80% bệnh nhân ung thư vú được điều trị kỹ thuật cao là 4D. Trước đây thì chúng tôi sử dụng một bộ dụng cụ, đó là bộ dụng cụ của cố định là QFIX. Đây trên màn ảnh các thầy cô và các anh chị có thể theo dõi, đây là cái bộ dụng cụ đầy đủ của QFIX. Nó có một số cái nhược điểm, thứ nhất là cái phần gối này rất là cứng, cố định và nó khá là gây khó chịu cho bệnh nhân, đặc biệt là vùng gáy, bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là đau. Đặc biệt là thời gian mình nằm trên cái bàn này khoảng 25 đến 30 phút. Mặt bằng cứng và khá là trơn. Cái di động theo cái hai chiều bên ấy, trái phải thì nó khó kiểm soát. Và trong cái bàn vú này thì khi mà mỗi cái bệnh nhân ấy thì mình cần phải điều chỉnh rất nhiều, nhất là cái góc bàn này, độ cao của tay này, độ dốc của bàn này, giá đỡ cổ tay, vị trí giá đỡ cổ tay, rất nhiều thứ. Đây là trên màn các bạn, đây là vị trí origin, bởi vì mỗi một bệnh nhân thì có một cái vị trí origin này, nên nhiều cái bệnh nhân mà cùng làm trên một cái bàn vú này thì có rất nhiều cái nguy cơ nhầm lẫn giữa các bệnh nhân là rất là cao. Thì sau khi mà điều trị cho bệnh nhân ung thư vú sử dụng cái bàn Breadbox QFIX thì chúng tôi thấy rằng cái thời gian chuẩn bị dụng cụ nó khá lâu do phải thực hiện rất nhiều cái thao tác. Thứ hai, thời gian điều chỉnh và setup lại tư thế nhiều do sự thiếu ổn định của một số vị trí như khớp vai, xương đòn hoặc cánh tay. Vì trong quá trình bệnh nhân nằm trên cái bàn vú đấy thì những cái vị trí như khớp vai, xương đòn nó sẽ không được cố định, bệnh nhân cũng vẫn có thể là di động
được. Và trong một cái nghiên cứu của chúng tôi đã thực hiện trước đây thì cái sai số cài đặt tư thế đối với bệnh nhân ung thư vú còn khá là cao so với một số ung thư vùng ngực khác, ví dụ như thực quản hoặc phổi. Ví dụ thời gian setup dài của mỗi bệnh nhân sẽ làm tăng cái tổng thời gian điều trị trên mỗi bệnh nhân lên và sẽ làm giảm cái công suất trên tổng thời gian của toàn bộ điểm bệnh nhân. Và sau khi tham khảo cái ý kiến của một số bệnh nhân, chúng tôi thấy rằng bệnh nhân có một số phản hồi là bệnh nhân sẽ không thoải mái, không còn thấy thoải mái trong khi mà làm trên cái mặt bàn như vậy. Và khi đặc biệt là cái lát ấy, dịch chuyển lát của bàn vú, là khi mà mình điều trị lệch sang một bên thì cái khoảng cách di chuyển của cái đấy nó rất là lớn, nên không có cái hai bên bảo vệ thì độ di lệch theo chiều lát nó sẽ khá là cao và bệnh nhân cảm thấy không yên tâm. Một cái nữa tức là nguy cơ nhầm lẫn cho những người sử dụng khi có nhiều bệnh nhân cùng điều trị để sử dụng một cái bàn vú này. Và cái cuối cùng nữa là cái phần nguy cơ lây nhiễm khi sử dụng chung một bộ dụng cụ, đặc biệt là trong cái thời gian mà mình có những cái dịch bệnh COVID chẳng hạn. Mặc dù thì cái bên chúng tôi rất tuân thủ cái quy trình sát khuẩn bề mặt, nhưng mà nhiều khi mình cũng nhiều cái bệnh nhân họ cũng cảm thấy rất là lo ngại khi mà sử dụng chung một cái bộ dụng cụ với một người khác. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành cải tiến bằng cách sử dụng một vác lóc cố định gắn với bàn vú để tạo thành bộ dụng cụ mới để khắc phục những cái nhược điểm kể trên của bộ dụng cụ Q-Fix. Đây là bộ dụng cụ sau khi được cải tiến. Chúng tôi đã gắn một cái lóc ba ở phía dưới của cái bàn vú này và sử dụng một cái vác lóc, body vác lóc, và gắn trực tiếp đấy làm cố định. Mỗi bệnh nhân sẽ sử dụng một cái bộ dụng cụ như thế này dành riêng cho từng bệnh nhân. Khi mà sử dụng thì rất dễ dàng thao tác. Chúng tôi chỉ cần đặt cái vác lóc này vào trên cái bộ dụng cụ này và bệnh nhân sẽ nằm lên trên bộ dụng cụ và tự điều chỉnh tư thế. Kỹ thuật viên rất ít cần phải thao tác để điều chỉnh tư thế của bệnh nhân. Và đặc biệt những cái vị trí mà khớp vai và xương đòn hoặc là cánh tay, chúng tôi thấy nó hoàn toàn khớp với khi mà mình làm mô phỏng. Để chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trên hồi cứu trên 18 bệnh nhân xạ trị bằng kỹ thuật 4D nhịn thở và cuối thì hít vào tại trung tâm xạ trị Vinmec Thanh thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021 trên tổng số 432 lượt chụp 3D Combi CT. Các bệnh nhân được chia làm 3 nhóm chính. Nhóm 1 gồm 7 bệnh nhân đã được phẫu thuật bảo tồn vú và sử dụng bàn vú Q-Fix. Nhóm 2 gồm 6 bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật là cắt bỏ toàn bộ vú vẫn sử dụng bàn vú Q-Fix. Và nhóm 3 gồm 5 bệnh nhân sử dụng bàn vú kết hợp với vác lóc cho cả hai trường hợp phẫu thuật là bảo tồn. Đây, trên cái màn ảnh của thầy cô và anh chị theo dõi, đây là cái bảng thông tin của bệnh nhân. Và kỹ thuật điều trị là kỹ thuật 4D nên cái thời gian yêu cầu bệnh nhân nhịn thở khoảng 15 đến 25 giây. Bởi vì cái combi CT nó sẽ quay rất là chậm, nên một cái chu trình chụp combi CT thì bệnh nhân sẽ phải chia nhỏ cái phần hít vào thở ra của mình. Nên tới cái thời gian chụp nó cũng kéo dài hơn một chút ạ. Về phần sai số cài đặt thì sai số cài đặt sẽ được tính bằng việc so sánh vị trí chụp combi CT hàng ngày và vị trí chụp CT mô phỏng. Cái sai số cài đặt sẽ được tính theo công thức của Van Hert sẽ bằng đây trên màn ảnh các bạn đây. Đây là công thức của Van Hert đấy. Trong đó sai số cài đặt SM tức là setup margin, sai số hệ thống sẽ được xác định bằng độ lệch chuẩn của các sai số cài đặt trung bình cho từng người bệnh. Và sai số ngẫu nhiên sẽ được xác định bằng trung bình của các độ lệch chuẩn. Về phần đánh giá cái sản phẩm của chúng tôi, thì sau khi mà tiến hành thực hiện cải tiến, chúng tôi có tiến hành thu thập ý kiến của các khách hàng
đã sử dụng và ý kiến trực tiếp từ người dùng, tức là nhân viên y tế, theo form phía dưới, theo thứ tự đánh giá từ 1 đến 6 dành cho khách hàng và từ 7 đến 9 dành cho nhân viên y tế. Thì phần đánh giá cho người sử dụng thì có 3 cái thông số. Thứ nhất là có thoải mái hay không. Thứ hai là không thoải mái nhưng có thể chấp nhận được trong thời gian ngắn. Thứ ba là rất là thoải mái. Về đánh giá của nhân viên y tế sử dụng thì có 3 mức độ, tốt hơn, kém hơn và bằng nhau. Về thời gian cài đặt tư thế thì thời gian setup cho mỗi bệnh nhân được đánh giá từ khi người bệnh nằm trên bàn điều trị đến khi bắt đầu phát tia. Quá trình setup bệnh nhân sẽ bao gồm thời gian cài đặt tư thế, thời gian chụp xác minh hình ảnh 2D KV và hình ảnh 3D Convisity. Chúng tôi đã sử dụng cái đồng hồ bấm giờ để theo dõi cái thời gian và sử dụng file Excel để lưu trữ và đánh giá dữ liệu. Thời gian sẽ được tính theo giá trị trung bình của tất cả các lần điều trị, vì tất cả các bệnh nhân đều được thực hiện xạ trị theo kế hoạch 4D và chụp 2D KV và Convisity khi bệnh nhân nín thở. Quá trình nín thở phải chia làm nhiều lần do tốc độ ghi nhận và nó ảnh hưởng với việc nhịn thở của bệnh nhân. Về phần sai số cài đặt tư thế, thì dữ liệu phân tích được lấy trên hệ thống Area of Light Review, ghi nhận bởi số lần chụp lại KV hoặc Convisity trên mỗi ngày điều trị và được tính theo công thức trung bình chi tuyệt đối của tổng các ngày điều trị. Phần 3 là phần kết quả. Đây, trên màn ảnh thầy cô và anh chị cũng thấy kết quả sai số cài đặt giữa 3 nhóm về cái phần vert và hai chiều vert và long thì có thể thay đổi nó không quá nhiều. Nhưng cái phần lát thì chúng tôi thấy rõ rằng cái bộ dụng cụ vác lóc kết hợp với bàn vú có sự giảm rõ rệt về cái sai số theo cái chiều ngang, do nó có hai thành bên để hạn chế cái di động theo chiều ngang cho bệnh nhân. Về nhóm số 1 thì sai số lát là 0.726 mm, nhóm số 2 là 9.45 mm, và nhóm số 3 khi mà chúng tôi thực hiện bộ dụng cụ mới nó chỉ còn 3.6 mm thôi, giảm rất là đáng kể đấy. Đây là kết quả đánh giá về việc sử dụng sản phẩm. Và khi sử dụng sản phẩm này thì chúng tôi đã có đánh giá trên 10 bệnh nhân, thì trong đó có 5 nhân viên y tế và 5 bệnh nhân. Chúng tôi sử dụng 2 bộ dụng cụ để cho mọi người cùng được trải nghiệm. Và đây là kết quả đánh giá, thì hầu như là 100% cả nhân viên y tế và bệnh nhân khi mà sử dụng bộ dụng cụ mới đều đánh giá là nó sẽ có nhiều cái ưu điểm hơn, thoải mái hơn và dễ dàng vệ sinh hơn và tránh được những nguy cơ nhầm lẫn cho người sử dụng. Về kết quả về thời gian cài đặt và số lần setup, thì thời gian cài đặt tư thế thì bộ dụng cụ kết hợp có giảm cũng đáng kể, nhưng mà thì tính theo trung bình thì nó chỉ còn cũng không quá nhiều. Và số lần setup với cả thời gian và số lần setup đều giảm. Chúng ta đến phần 4 là phần bàn luận. Khi chúng tôi sử dụng vác lóc kết hợp với bàn vú, chúng tôi giảm được rất nhiều cái thời gian cho việc ghi chép, đánh dấu, cũng như thời gian mô phỏng điều trị cho bệnh nhân được diễn ra một cách thuận lợi hơn, nhanh hơn. Và mỗi người bệnh chỉ sử dụng một bộ vác lóc riêng có ghi thông tin của họ trên đó, nên khi set up và điều trị tư thế, người bệnh chỉ cần nằm lên cái vác lóc đó và tự điều chỉnh tư thế sao cho vừa với cái khuôn của mình, thì tư thế hình như là đúng với tư thế mô phỏng, không quá mất quá nhiều cái thời gian điều chỉnh tư thế theo các hướng so với cái bộ dụng cụ cũ trước đây. Thì thế tiết kiệm rất nhiều cái thời gian và cũng như tiết kiệm cái chi phí đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ mới, để tránh được cái nguy cơ nhầm lẫn cho nhân viên cũng như giảm cái lo lắng khi phải dùng chung bộ dụng cụ khác cho nhiều người bệnh. Và sau đó thì chúng tôi có làm một số cái
nghiên cứu để so sánh kết quả về sai số cài đặt giữa trung tâm xạ trị Vinmec Tranquility và một số nghiên cứu về các bộ dụng cụ khác trên thế giới. Thì chúng tôi thấy rằng có một số kết quả cũng rất là khả quan. Một số cái sai số cài đặt của chúng tôi có thể là tương đương hoặc là thấp hơn. Đây trên ảnh các bạn với một số nghiên cứu này ạ. Một số nghiên cứu chúng tôi thấy rằng tất cả những cái sai số của mình cũng khá là tốt. Đấy, kết luận thế là sử dụng vác lóc kết hợp với bàn vú trong xạ trị ung thư vú sẽ giúp nâng cao sự chính xác, giảm thời gian thiết áp tư thế, tăng sự thoải mái và ổn định cho các người bệnh sử dụng khi mà sử dụng trong điều trị xạ trị ung thư vú, và nó sẽ rút ngắn cái thời gian điều trị, tăng hiệu quả sử dụng máy, mình sẽ điều trị được nhiều cái bệnh nhân hơn và giảm nguy cơ sai sót cho nhân viên y tế trong quá trình set up dụng cụ và set up tư thế, tiết kiệm chi phí đầu tư công cụ dụng cụ. Bộ dụng cụ này thì rất thân thiện, dễ sử dụng và an toàn phù hợp với từng bệnh nhân. Nên hiện nay tất cả các bệnh nhân mà xạ trị ung thư vú chúng tôi đều được áp dụng cái bộ dụng cụ này. Và tôi cũng hy vọng rằng cái bộ dụng cụ này có thể áp dụng được cho rất nhiều các trung tâm xạ trị khác trong nước và ngoài nước. Bởi vì theo tôi biết thì cái bộ dụng cụ QFIX này khá là phổ biến trong xạ trị ung thư vú. Và khi mà mình có thể cải thiện được cái vấn đề này thì mình sẽ có rất nhiều cái ưu điểm so với cái bộ dụng cụ cũ. Đây là một số tài liệu tham khảo. Bài trình bày của tôi xin được chấm dứt tại đây. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như các anh chị. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn cử nhân Hà Ngọc Sơn với bài trình bày. Và như chúng ta đã biết là cái việc mà thay đổi được cái độ chính xác từ giảm đi được 30%, đấy là một bước tiến rất lớn. Bởi vì trong lĩnh vực xạ trị đòi hỏi sự độ chính xác rất cao để tập trung cái liều lượng rất cao vào cái khu vực mình cần quan tâm. Và đây là một lĩnh vực mà tất cả các cái sự tiến bộ của xạ trị đều tập trung vào đấy. Và một cái quý rất đáng nhấn mạnh là đây là sự sáng tạo của đội ngũ kỹ thuật viên ở trong cái bệnh viện Vinmec Time City. Và tôi một lần nữa tôi xin cảm ơn.